Suốt 7 năm qua thì đó là từ phía hai bọn con đã cố gắng rất là nhiều. Có lời tỏ tình với anh Tú à? Dạ. Dạ. À, Tú à? Thật ra phải nói thì em rất xúc động khi quen anh. Yêu anh bằng anh thôi, anh nhỏ hơn em 2 tuổi. Nhưng mà chính vì vậy em cũng lớn tuổi rồi mà cũng không có nhan hiệu nữa. Cho nên là anh co quen em thì ngoài cái tuổi tác của em ra thì anh đừng có bàn tới, em sẽ lo cho anh đầy đủ. Năm nay điện thoại nào mới ra em sẽ mua cho anh. Năm sau anh muốn có xe hơi thì em sẽ cố gắng làm để mua xe hơi cho anh. Còn tiền này hả, vô tư anh cứ cầm đi, em không cần chia. Cứ quen em thôi, còn chuyện khác cứ để em lo. Rồi hai đứa nhuộm tóc chung chỗ. Yêu đương nhau được bao lâu rồi? Bậy ơi. Bây giờ nè, khẳng định với toàn dân là tôi không có quan hệ tình cảm gì đặc biệt với Diệu Nhi. Nói. Thank you.